Hello, xin chào mọi người. Mới ra cái bộ anime, bộ phim á, đúng rồi. Nó chuyển thể lên phim. Mình mới coi về cái series Nier Automata này, thì thấy trên phim nó cũng khá là hay. Nên mình muốn coi, bây giờ mình mới tải cái game này về mình chơi thử coi thử nó như thế nào. Game này nó rất là nổi rồi, nhưng mà ban đầu là do cái phong cách của nó mình không thích lắm á, nhưng mà mình coi phim xong rồi mình thay đổi cái quan điểm, thấy thấy cái gì đó, cái ý tưởng mà làm ra cái con game này cũng hay. Bây giờ mình quyết định mình chơi để mổ xẻ những điều mới mẻ. Hôm bữa giờ tập toàn chơi cái game về trung cổ không ạ. Giờ mình sẽ chơi một cái tựa game về tương lai xa nha. Như tương lai xa là xem ở trong cái anime á, là nó nói là cái thế giới của chúng ta là đối diện với một cái thảm họa. Người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất, những cỗ máy ngoài hành tinh đáp xuống trái đất, cho nên là thế lực loài người của chúng ta phải tạo ra những con android. Thì những cái android chiến đấu này á, là trong đó nó có gồm nhân vật chính của chúng ta. Bây giờ mình sẽ chơi để coi thử cốt truyện nó như thế nào, chứ còn ban đầu là mình chỉ biết được sơ sơ vậy thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tạo trò chơi mới luôn nha. Có bên The Red này, như là việc hóa của The Red Team hay sao á, nhưng mà dịch bởi anh Lê Hiếu. Ok, cảm ơn Lê Hiếu rất là nhiều nha. Chứ mình coi tiếng Anh, khả năng tiếng Anh của mình chỉ khoảng tầm 50-50 thôi, cho nên là mình coi mình sẽ không có bám sát được cốt truyện. Có cái bản Việt hóa này thì quá tuyệt vời rồi. Ok, rồi vô trò chơi mới luôn. Trò chơi này không hỗ trợ tự động lưu. Hãy chơi để biết cách lưu. Ok. Trò chơi mới. Nó có mấy cái bản mod mà để tăng tăng cái hiệu suất mà màn hình với lại là cái chất lượng đồ họa, nhưng mà mình không có biết add mod như thế nào, cho nên là thôi. Trò chơi mới luôn, tạo một bảng lưu. Rồi, tên người dùng, nhập tên sử dụng cho tính năng trực tuyến à. Lấy tên của mình đi. Enter. Vâng. Chọn đồ khó, chọn đồ khó thường nha. Chơi mà khó quá thì không biết cái chơi được không. À, sợ nó qua màn nó khó, anh em chờ lâu mày. Thôi chơi thường đi. Dễ quá thì lại không trải nghiệm được game. Này có thiết lập có cái gì không? Ngon ngủ. Ok, mọi thứ đều hóa hết. Điều khiển xem nào. Mình chơi bằng bàn phím anh em ạ. Cái gì vô chắc nó hướng dẫn cho mình đó mà. Rồi bắt đầu luôn. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have Nó the giống trong chance to phim mọi kill người. him. Giống trong phim. This is Command. Your hot squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator Trong phim nó 60. cũng có cái đoạn này All này, units đánh với confirmed. tụi We've ngoài passed hành tinh the xong rồi cuối 50 cùng kilometer threshold and are proceeding như toward là the chỉ target. còn đúng một mình thà cái Understood. con bé Once you Chubby reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class đây ship là by any Anaroi means của trái đất necessary nha, and gather what data you can. Understood. kể cả cái con tên là Chubby. À, cái này là do cái cỗ máy ngoài hành tinh nó bắn á, 12 H down. hai All hát units địa activate manual mode and hạ. rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long-range lasers confirmed. Oh, rất là mượt nha.
Rồi, xong một em ra đi nữa. 11B, down. Our HO229 controllers are ineffective. Alert. Enemy unit sighted ahead. Còn ba đứa, chắc là tí mấy đứa kia cũng tiêu tùng hết. Requesting permission to engage. Permission granted. Xíu à. Down. Chết chát, chết chát. Nãy giờ đang coi mấy cái phím. Có bắn được cái gì đâu, ổ thấy ai đâu bắn. Một đê đã bị hạ. Rồi tiếc con kia cũng bị hạ luôn nha coi. Là theo như phim là chỉ còn đúng có mình ta. À, boss đây. Mày nè cú. Kẻ thù quá đông yêu cầu sử dụng vũ khí cận chiến. Cận chiến là còn là chút trái này. À ha, đó biến đổi tình hình thái dữ ta. Đó, như vậy mới là game nhất. Tí nữa mình sẽ giải thích cho mọi người biết tại sao nó lại được gọi là 2B nha. Hãy gia nhập với 9S và thu thập dữ liệu vắc xin. 9S cũng là một cái con giống như vậy, nhưng mà 2B là con gái, 9S nó là con trai. Chú ý cái lỗ này. Yeah. Ui ui. Có thêm cái đoạn này là nó không có mấy thằng này nó chặn lại đâu, nó bay thẳng qua cái lỗ này luôn. Thăng cấp độ 2. Có thăng cấp nữa à. Biến đổi thành robot giống Transformer ha. Rồi. Con đó nó giống như cái Grand ha. À, con kia là được ghép từ nhiều con robot nhỏ. Rồi vậy là cái xác máy bay mình nổ rồi. Ôi, trong phim y chang luôn. Activating short range attack gear. Công nhận nó làm Android mà nó làm nóng bỏng dữ. Alert, large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Ui, 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 ui,
như vậy. Có. Chưa quen thôi. Game này nó chặt chém như đảo không? Mấy cái con người ngoài hành tinh kia nhìn nó giống Android hơn mình chứ ta. Ủa mà có phải người ngoài hành tinh đúng vậy? Hay là kiểu như Android mà bị biến chất á? Hay hả bố? Đập xuống. Ôi, xạo quá. Yeah, rất là cinematic nha. Kẻ địch đã bị hạ. Not quite. Rồi, quái bự rồi đây. Vô. Chơi mày luôn. Is that our target? Negative. This enemy is unrelated. Proposal, dispatch it as swiftly as possible. You don't say. Ui ui. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, ma'am. Game này cái phong cách mà nó làm nó giống như you're cái game 2B, right? My name's 9S. Fantasy, I'm here to provide support. Yeah, Final Copy Fantasy. That. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? Yeah, con kia đã. I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. Như là cái con I'll cái giáp của mình mất rồi. Nãy va vào cái kia là chết queo rồi. Giờ đi đâu đây? À, hôm nay à? Chạy nhanh hơn chạy sao ta? Từ từ để xem chạy nhanh hơn là ở đâu nha. Tình trạng 2B cấp độ 3. Tiền
1400 kinh nghiệm, 144 máu á. Để xem thử chạy nhanh là ở đâu. Đâu ạ? À, tự động chạy là R à? Đúng không? Thế là chạy nhanh á. Đâu có chạy đâu. Bắt cái này đi. Ok. Chắc là cái này nó không cho mình chạy nhanh hơn. Nãy giờ mình chưa lượm mấy cái này rồi. Rồi bây giờ sao? Quay nhảy đã hết. Rồi đi đâu nữa? Rớt xuống mấy này có chết không ba? Rồi bây giờ nhảy đi đâu ta? Hay nhảy qua bên kia? À, vẫn không rớt xuống được. Ồ. À, đi quay bên này. Ồ. Cái lọt một không. Nó xin tí. Lệnh nó lệnh gì à? Xem skill nó cả. À, chém thường thì chỉ vậy thôi. Đẹp thiệt. Cái gì ở dưới mà okay, không tháo.
thiết kế cũng lạ ha. À vậy là mấy con này là robot cho nên nó không có được quyền có cảm xúc. Để thôi chứ thiết lập kiểu cảm xúc ra làm gì ta. Thiết kế thật đẹp nhưng mà lại không cho có cảm xúc. Thank you.
Rồi ra lộ đường rồi. Analysis. This elevator's controls are locked and cannot be used. Nhầm đường rồi. Đi lại vị trí cũ rồi. Sao lại như vậy ta? Đi đường này đúng rồi. Do nãy mình đó đúng rồi, lòi ra liền. Những dữ liệu này chẳng có ẩn ý gì trong những chuyện mà xin nói gì. Rồi cũng lộn nữa này các bạn này. Ui dồi ôi. Lấy đá ra. Mày hả luôn. Oh.
đi đó thôi. Same. Đang đi tìm vũ khí bí mật. À, cứ nhìn trên bản đồ theo cái chấm đỏ đỏ đó mà đi thôi. Thank you.
sẽ gặp sắp gặp boss rồi đó. There should be another facility across that bridge. Cái cầu này có thể it's đến a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. What's the deal, eh? Siêu to khổng lồ giống như Transformer ấy. Khử ghê nhỉ. Mấy con này là kiểu như là máy móc hóa mà sao nó có thể lắp ráp được các bạn thấy một đúng. Whoa!
Ủa vậy mình né né nó kiểu gì ta? Đây là bộ giáp của thằng này ở đây. Nghe đây. Giờ nó chuyển sang cho 2B. Chức năng của cái thằng mà 9S đó hình như là hacking, nói chung là hỗ trợ từ xa, giống như kiểu hệ phép trong trong mấy cái kiểu kia. Còn cái con chính cái con Chewie này nó là hệ kết hợp giữa việc tấn công tầm tầm xa với lại là đánh dòng tấn công với lại là dòng, nói chung là dòng cận chiến và tấn công tầm xa, cho nên là nó vừa đánh chiến được mà nó vừa
quá, như cây vậy. Ủa mình chiếc queo à? Ủa? Tiêu là everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? What? Or some kind of punishment? What? I often think about the God who blessed us with this privilege and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Không đúng.